Nhà đại kim thủy mến chào cô chú và anh chị. Chắc có lẽ đây là căn nhà mà cô chú và anh chị cần, nhà dưới 1 tỷ, sổ hồng cầm tay giá rẻ. Và với căn nhà hôm nay thiết kế một trệt một lầu đến hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh. Kim thủy đếm từng ô gạch cho cô chú và anh chị biết được diện tích căn nhà mình luôn nha. Dạ thưa, căn nhà mình là ngang 3,8 m, dài từ cái cửa nhà mình đến đó, đến phía sau cuối cùng nhà mình á là hơn 8 mét. Và với căn nhà này, một trong những vị trí rất là gần vào trung tâm, khu dân cư ở đông đúc và hiện hữu, của chú và anh chị không có sợ vắng vẻ bị buồn. Với cách thiết kế nhà mình cũng kiên cố và chắc chắn. Và căn nhà hôm nay một trong cái giá trị rẻ mà cô chú và anh chị đang cần tìm kiếm mà phù hợp với tài chính của mình, tài chính thu nhập thấp của chú và anh chị. Nếu mà cô chú và anh chị mình đã tìm hướng vòng vòng ở đây rất là nhiều rồi, hướng gần cái chỗ khu công nghiệp Cầu Tràm hoặc là hướng chỗ mà ra Ủy ban xã Phước Lý, vòng vòng ở đây thì những căn nhà giá rẻ hôm nay lâu lâu mới có. Và được cái là nhà mình sổ hồng cầm tay, cô chú và anh chị yên tâm là khỏi lo về pháp lý và đất ở thổ cư lâu dài. Đây là một trong cái giá trị mà cô chú và anh chị mình sở hữu trong tầm tay. Và hướng ra đây là hướng ra Ủy ban xã Phước Lý trên tuyến đường tỉnh lộ 85B. Ở đây nhà ở san sát nhau hết rồi, nên ở bình yên mát mẻ, trong lành, xanh sạch đẹp. Và với những cái giá trị này, cô chú và anh chị sở hữu rất là nhanh, nên hôm nay Kim Thủy chia sẻ căn nhà này cô chú và anh chị thấy phù hợp, gọi nhanh đi Kim Thủy theo số hotline trên màn hình, Kim Thủy sẽ tư vấn cho cô chú và anh chị rõ cụ thể. Và đường nhà của mình, đường ô tô đến nơi rất là sạch sẽ và thông thoáng, nơi ở của mình rất là an ninh và không bị ngập nước. Với căn nhà này, mỗi nhà hướng đông, nếu cô chú và anh chị đang có nhu cầu tìm cái hướng phù hợp. Và đây là cái lô của nhà mình ha, bước vào lô trong đây thì rất là nhiều nhà rồi, và đi theo cái con đường này để vào cái lối đi bên trong nữa còn rất là nhiều nhà ở trong đó nữa. Nếu mà Kim Thủy đi hết dạo đây, cô chú và anh chị thấy được cái nơi nhà mình ở nó sung như thế nào. Thì với tới đây thôi, những căn nhà mặt tiền này đó đã có người ở rất là vui rồi, còn bên trong kia có một cái lối đi vô trong nữa. Còn với căn nhà này, cô chú và anh chị khi mình bước vào là những căn nhà đầu tiên á, nên cô chú và anh chị khi mình bước vào đã đến căn nhà của mình rồi. Đây, căn nhà của mình Kim Thủy đang mở cửa đón, và trước nhà của mình có treo những cây xinh xinh và nhà hàng xóm ở đông vui. Với mỗi nhà hướng đông, chắc chắn cô chú và anh chị đang tìm cái hướng phù hợp. Còn nếu không ha, cô chú và anh chị đang cân đối tài chính thì với căn nhà giá trị 900 triệu không phát sinh thế này, đảm bảo cô chú và anh chị ơi, mình ở một căn nhà tiện ích không thiếu gì hết, gần chợ, trường học, các cấp cũng có đầy đủ xung quanh nhà mình rồi. Và khi mình bước vào nhà, dàn cửa thì rất là chắc chắn và an toàn, không cần phải làm thêm lớp cửa thứ hai nào cả vì đã tặng cho mình bộ rèm rồi. Nhà đối diện cũng vậy luôn, chỉ cần lớp rèm kéo qua là rất là an toàn. Mà khi mình bước vào nhà, có tặng cho mình nội thất cơ bản là sofa và bộ bàn ăn. Sofa một cái một mẫu màu rất là dễ thương, chất liệu bằng nhung á cô chú và anh chị đó, mình xài rất là bền luôn á. Và một cái cây hạnh phúc đặt hay cây xanh trong nhà đình mình sinh khí hơn. Gạch lót tường thì sạch sẽ, một cái bức tranh và trần ở những cái ánh đèn rọi xuống dễ thương. Gạch lót tường ở đây cô chú và anh chị thấy nè, full hết từ phòng khách cho đến phía sau nhà luôn. Có đây cái mảng tường ở đây, nhà mình là được xây 20 á, nguyên dãy này luôn nha, xây 20 nên có một khoảng lùi thế này nè. Chỗ này được ốp gạch sạch, mình có thể làm hả, mình ghề á, mình không cần phải để một cái ti, mình không cần làm kệ tivi. Nhiều khi mình để kệ tivi nó rất là choáng chỗ, mình để dành không gian rồi để mình đậu xe vào. Ở đây nè, các chị thấy mình treo một cái tivi treo tường rất hợp lý luôn. Có một cái quạt đây luôn, rất là mát mẻ. Bước vào ngôi nhà này Kim Thủy thấy sáng trưng luôn á. Đèn hát ngay hai bên thắp sáng, đèn lon rồi thêm cái đèn dễ thương đó, một mẫu hiện đại đây nữa. Và tiến sâu vào bên trong, cầu thang đi lên sẽ có hai phòng ngủ. Nhà mình hai phòng ngủ thôi, thích hợp cho gì nói được 3-4 thành viên. Có những căn nhà rộng hơn thì với nhiều phòng ngủ hơn, nhưng mà giá trị thì không còn cái giá trị rẻ căn nhà hôm nay à. Vì với nhà mình á thì xây hồi đợt trước, nhưng mà ngôi nhà được xây làm đã chỉnh chu hết rồi, trọn vẹn hết rồi cho chú và anh chị về ở ngay. Còn hiện tại bây giờ phân lô thì rất là lớn, nên với giá mà con Kim thể xây dựng lên những công trình sau này á thì tầm 2 đến 3 tỷ rất là nhiều. Và hiện tại dưới 2 tỷ sản phẩm bên Kim Thủy còn rất là ít, đặc biệt hiếm hoi hơn nữa đó là những căn nhà dưới 1 tỷ. Thì với hôm nay căn nhà 900 triệu trọn vẹn từng chi tiết, phòng bếp thì có tặng cho mình bộ bàn ăn 4 ghế, có tặng cho mình cây lọc ở đây nữa. Tủ bếp trên dưới thiết kế là tủ bằng nhôm giả gỗ rất là sang, và nơi nấu ăn rộng thoáng cho thành viên của mình. Và đối diện tặng cho mình một cái bức tranh có đồng hồ và thêm một cái quạt treo tường nữa. Gạch lót tường thấy sạch là thấy thích rồi đó. Và nhà mình hai phòng vệ sinh, cô chú và anh chị mình có ngôi nhà rất là tiện ích. Căn phòng vệ sinh này đầy đủ trang thiết bị cần thiết. Trên đây những cái tấm la phòng là những cái hoa văn màu tím tím dễ thương nè, một cái ánh đèn 6 tấc.
với chi tiết ngôi nhà này, nhà nhỏ đó, đối với bạn chị mình cân đong đo đếm vì khi mà chọn căn nhà nhỏ này với được cái mức giá rẻ của chú và anh chị. Thường thì nhu cầu của mình ai cũng mong muốn cho mình tìm một căn nhà to hết, đều muốn cho mình một căn nhà pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng hết á. Nhưng với đây em thể đảm bảo đây là một ngôi nhà có sổ hồng cầm tay, và sổ này dạng đồng sở hữu. Cô chú và anh chị có thắc mắc dạng đồng sở hữu thế nào, gọi Kim Thủy theo số hotline trên màn hình, Kim Thủy là người tư vấn cho cô chú và anh chị rõ cụ thể nhà nào ra nhà đó ha. Cô chú và anh chị yên tâm khi mà làm việc với Kim Thủy là nhận nhà sẽ có giấc ngủ ngon. Và với chi tiết ngôi nhà này, cô chú và anh chị ơi, dễ thương lắm, từ dưới tầng trệt cho đến trên lầu luôn á. Mời cô chú và anh chị lên lầu cùng với Kim Thủy ạ. Kim Thủy đã lên lầu 1 và với căn phòng ngủ đầu tiên. Vâng, Kim Thủy thấy gạch lát tường á, trên đây đã sạch hết luôn rồi, chỉnh chu nè. Trần la phong và hai cái đèn mét hai hai bên thắp sáng như căn phòng của mình. Gạch trên đây là gạch giả gỗ luôn. Phòng á, thì có cửa sổ, rèm chỉnh chu. Và thêm bước ra đây nữa, hướng ra ban công trước nhỏ nhỏ xinh xinh. Có treo cho mình hai cái cây dễ thương ở đây nè. Đó, cô chú và anh chị thấy nhà đối diện nhau thì nhà mình á, thì ban công nhỏ thôi nên cô chú và anh chị có thể gắn máy lạnh giống như hàng xóm gắn kìa. Còn cô chú và anh chị phơi đồ thì mình có thể làm cái khung sắt đưa ra để mình tận dụng phơi đồ thêm một khoảng ban công này. Còn với căn phòng này ở hai thành viên thoải mái cô chú và anh chị, và Kim Thủy thấy ngôi nhà rất là trọn vẹn. Nhiều khi cô chú và anh chị mình sở hữu nhà mà giá rẻ, nhiều khi á có những căn nhà to mà trên lầu không có phòng vệ sinh luôn á. Nhưng căn nhà này Kim Thủy thấy là phòng vệ sinh được đặt phía sau cùng thế này nè, rất là thoáng. Đặc biệt căn phòng thứ hai này nè, phòng này cũng được ốp gạch sạch luôn. Và cửa này bước ra là đón nhận căn phòng vệ sinh nên rất là sạch sẽ. Phòng thì rộng lắm, để giường, những cái thấy để giường mét 6, mét 4 cũng thoải mái lắm á. Còn để thêm cái tủ quần áo khu vực này nữa nè, tiện ích lắm. Đó, đèn thắp sáng nó lung linh cho mình hết rồi. Và bước ra đây thì có một khoảng đây giếng trời mát mẻ nè. Đó, bước ra đây cô chú và anh chị cảm được ngôi nhà mình nó thoáng thế nào. Căn phòng vệ sinh trên lầu, đầy đủ trang thiết bị cần thiết, rất là sạch sẽ. Mọi chi tiết của căn nhà này có thể chia sẻ rõ rồi. Cô chú và anh chị cần góp ý gì thêm hoặc cần những mẫu nhà phù hợp với mình hơn, cô chú và anh chị ở nhà đẹp bên Kim Thủy không thiếu. Và với cách tư vấn rõ ràng, review chân thật nhất, cô chú và anh chị xem nhà bên Kim Thủy đúng nhà đúng giá. Và với căn nhà hôm nay Kim Thủy sẽ hẹn cô chú và anh chị đó là ở ngã tư Phước Lý, từ chợ Bình Chánh vào đường Đinh Đức Thiện là đến căn nhà này rồi. Cô chú và anh chị chân trời nữa phải không ạ? Một căn duy nhất với giá tổng 900 triệu không phát sinh, một căn nhà nhỏ đó rất là dễ thương, là tổ ấm cho nhiều thế hệ. Nếu cô chú và anh chị có thành viên lớn tuổi ở chung, nhà mình cũng ở được 5-6 thành viên cũng được, nếu cô chú và anh chị gói ghém nè. Và với cách kế nhà mình ha, rất là dễ thương, tỉ mỉ từng chi tiết, mặc dù nhà cũng qua thời gian xây dựng cũng trước đó rồi. Hiện tại thì nhà bây giờ xây dựng với diện tích lớn hơn cô chú và anh chị, kiếm những căn nhà diện tích nhỏ với giá 900 triệu căn nhà hôm nay. Phòng khách thì có tặng sofa, còn phòng bếp có tặng bộ bàn ăn. Và mọi chi tiết trong nhà này trọn vẹn hết rồi. Đang tìm chủ nhân có duy nhất với mẫu nhà hướng đông, ngang 3,8 m, dài cho hơn 8 m, một trệt một lầu, hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh. Khu dân cư thì ở đông đúc gần ủy ban xã Phước Lý, trên tuyến đường tỉnh lộ 85B, hướng đi gần nhất là cô chú và anh chị hướng chợ Bình Chánh vào đường Đinh Đức Thiện. Đến ngã tư Phước Lý, Kim Thị sẽ đón cô chú và anh chị để đến xem căn nhà này rất là gần luôn á. Và cô chú và anh chị ơi, với khoảng không gian phòng khách này đây, nơi tiếp khách mình rất là tự tin về ngôi nhà đẹp. À, phòng khách nè, phòng bếp nha, có tặng quạt nè, rất là mát mẻ luôn. Có tranh dán tường và mọi chỉnh chu, đó là rèm cửa nhà mình cũng có luôn rồi. Và cô chú và anh chị mình cần nhà nơi yên tĩnh nè, và chắc chắn mình di chuyển vào trung tâm cũng gần. Hoặc cô chú và anh chị đang cần nơi mà cho con cái mình đi học và gần chợ, mọi nhu cầu cần thiết. Nhưng thể đảm bảo cô chú và anh chị ở đây mình sẽ có đầy đủ tiện ích đón. Và đường nhà mình đường ô tô đến nơi cho cô chú và anh chị một căn thôi, như vậy có một căn duy nhất này thôi. Và đây khu dân cư của mình ở đây rất là đáng sống cho mình nơi ở, thật sự không có náo nhiệt nhưng mà cô chú và anh chị mình thấy nè, cũng đông đúc hết rồi, không có sợ vắng vẻ bị buồn. Và hướng về trung tâm đó là hướng ra đường Đinh Đức Thiện, ra chợ Bình Chánh, quốc lộ 1A, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, như vậy tất cả quận huyện khoảng tầm 20 đến 30 phút. Và đây Kim Thủy kiểm chứng cho chú và anh chị bản thân mình luôn nha, từ khu thị năm sao á, đường Đinh Đức Thiện á, Kim Thủy di chuyển đi về Idol Bình Tân khoảng tầm 20 phút là đã nhanh rồi đó. Còn Kim Thủy nhiều khi đi nhanh hơn khoảng 15 phút cũng có, nhưng mà chạy tà tà có nửa tiếng thôi. Còn tất cả quận khác nhiều khi cô chú và anh chị đi đến những khu vực quanh Kim Thủy chia sẻ, có quận Thủ Đức nè, Tân Phú, Tân Bình hoặc là Bình Thạnh, thì mình có thể đi xa hơn khoảng tầm 40-45 phút tùy theo cái thời gian cô chú và anh chị mình đi nữa.
Nên với chi tiết rõ ràng, review chân thật nhất, cô chú và anh chị làm việc với kim thủy rõ ràng. Nên cô chú và anh chị xem nhà đúng giá, cô chú và anh chị rất là yên tâm, không có sợ mất thời gian. Và đẹp kim thủy rất cảm ơn cô chú và anh chị trong thời gian qua đã cho kim thủy những cái lời bình luận đóng góp chân thành. Đến hẹn lại lên, nhà mới còn nhiều, nhà nào cũng có. Cô chú và anh chị đăng ký kênh để chờ đón xem, chọn cho mình căn nhà phù hợp.